Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều rộng 75 m, chiều dài 100 m. Anh và Tú cùng xuất phát từ A để đến C. Đường đi của An dài bằng nửa chu vi sân bóng đá. Tú đi thẳng từ A đến C nên đường đi ngắn hơn đường đi của An là 50 m. Hỏi đường đi của Tú dài bao nhiêu mét? Ví dụ mình vẽ hình, đây là hình sân bóng đá. Có 4 điểm A, B, C, D. Sân bóng đá này có chiều rộng là 75 mét, chiều dài 100 mét. An và Tú cùng xuất phát từ A để đến C. Đường đi của An dài bằng nửa chu vi sân bóng đá. Nửa chu vi tức là phân nửa của cái sân này. Tức là An sẽ đi từ A đến B rồi B đến C. Là nửa chu vi. Nửa chu vi tức là bằng chu vi chia 2, hoặc là nửa chu vi của hình chữ nhật sẽ bằng là dài cộng rộng. Thì mình sẽ tính được cái đường đi của An như thế nào, là An đi từ A đến B, B đến C bằng nửa chu vi sân bóng đá, mình sẽ lấy chiều dài rộng cộng với chiều dài thì sẽ ra được cái đường đi của An. Còn Tú, Tú đi thẳng này, từ A đến C thẳng theo cái đường này luôn, cho nên đường đi của Tú sẽ ngắn hơn đường đi của An là 50 mét. Thì hỏi đường đi của Tú dài bao nhiêu mét? Vậy nếu mà mình tính được cái đường đi của An là nửa chu vi rồi thì mình sẽ tính được đường đi của Tú là lấy cái độ dài đường đi của An trừ cho 50 thì sẽ ra được đường đi của Tú, đúng không? Rồi, thì bài này các bạn hiểu bài rồi sẽ tự tự làm vào bên dưới nhé. Các bạn có thể viết trong cái phần bình luận các bạn làm. Đây là bài toán lớp 4.